Người dân từ các tỉnh hôm 21 tháng 10 có mặt ở Hà Nội để kêu oan và đòi công lý nhưng đã nhanh chóng bị cơ quan chức năng giải tán khi kỳ họp thứ 8 của Quốc hội bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Bà Phạm Hồng Thơm, một người tham gia nhóm biểu tình, nói với VOA rằng nhóm của bà bị đưa lên xe quay về trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước Việt Nam, cách nơi Quốc hội đang nhóm họp hơn 20 km. Mỗi tỉnh họ đều mang cái băng rôn yêu cầu chính phủ trả đất trả nhà cho dân và đề nghị các tỉnh giải quyết cho khiếu nại tố cáo rồi thì là đề nghị chống tham nhũng. Những người biểu tình cho VOA biết họ không chỉ quan tâm đến việc đòi lại đất đai đã mất mà còn quan tâm đến các vấn đề như chống tham nhũng, ô nhiễm môi trường và chủ quyền biển đảo. Truyền thông Việt Nam cho biết kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 14 khai mạc sáng ngày 21 tháng 10 và các đại biểu sẽ làm việc trong gần một tháng để xem xét tình hình kinh tế, xã hội và thông qua 12 dự luật.